Dạ hello, xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú anh chị. Sau khi bị xử phạt thì con hoa hậu lớp 4 á, bây giờ là cái dạng giận lẫy đó cô chú anh chị. Giận lẫy rồi coi như là cho rằng là mình coi như là không xứng đáng đồ giận lẫy không à, nên là quyết định là trả lại dương miệng đồ này kia cái nọ. Trời ơi trời, mỗi một lần tụi nó ra ma là nó tạo ra một câu chuyện để nó PR tên tụi nó, để cho nhiều người biết tới nó. Tôi nói thật, tụi này nó hay cho nó nè, nó biến cái điểm yếu của nó thành cái thế mạnh, thành cái coi như là cái thế mạnh để nó tiếp tục nó kinh doanh. Nó cứ mỗi lần là như vậy thôi, nó cứ biến cái điểm yếu của nó thành cái thế mạnh, biến điểm yếu là thành cái thế mạnh đó. Cho nên nó là khi mà báo chí mà coi như viết đề tài về nó thì nó lên nó giả buồn, nó xin lỗi bla 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 các kiểu, thấy không? Còn khi mà cộng đồng mạng nói về nó thì bắt đầu nó viết cái nỗi lòng của nó ra, nó muốn làm từ thiện bla bla để nó giúp người nghèo người này người kia đó. Nó tẩy trắng bản thân nó đi, nhưng cái bản chất của tụi nó thì làm sao tẩy trắng được của chúng chị. Cái bản chất của chúng nó là những kẻ mà coi như là ăn tục nói phét, nói thẳng là vậy, chờ những cái drama nổ ra để coi như dính vào trong đó, để coi như là kiếm đường bán hàng thăng tiến bằng cái đó. Chứ thật sự ra quý vị nhìn đi, quý vị nhìn đi, cái mà giống như là cái chức hoa hậu hoa hè đó có giá trị gì với tụi nó không, mà người ta có biết không? Nó chỉ là có giá trị đối với là bạn bè người thân của nó rồi vân vân và mây mây thôi, chứ làm gì có cái chuyện mà có giá trị nào mà bằng coi như là những người hâm mộ hay là những người mà cộng đồng mạng ta biết đâu. Nghe không? Nhiều khi nhiều lúc đầu người ta còn nói ủa nhỏ này tự xưng hoa hậu hay sao ta, sao mình không nghe nhỏ này thi hoa hậu bla bla các kiểu, mình không nghe luôn á. Thì cô chú anh chị cứ nghĩ rằng là con nhỏ này nó tự xưng, nhưng mà không có nha, nó có thi đàng hoàng. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu sâu bóp và bông gân chặt tay chặt khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Nha cô chú anh chị. Nhưng mà cái đó nó không có quan trọng. Cái quan trọng ở đây nè, bản chất con người tụi nó mới là quan trọng. Bản chất con người của tụi nó là không có gì mà thật, toàn là ăn gian nói dối, nói dóc, nói láo lên cãi lộn tỏi hết. Bay vô cái drama nó nhìn bên nào là khán giả nhiều hơn, nó sẽ bay vào bên đó để coi như là nó binh vực, nó kiếm khán giả để nó bán hàng, bán kem đó, rằm răng vân vân và may may, đúng không? Rồi xong sau đó tiếp theo là gì? Bắt cái bước tiếp theo bắt đầu là làm không vừa ý nó, đầu là quay ra nó vạch, thấy không? Nó đi từng bước vậy đó, đưa người ta lên, nâng người ta xuống, hạ người ta xuống và đạp người ta luôn. Đó là những cái chiêu trò mà coi như là mà cái tụi này là nó thường xuyên nó làm ha, thường xuyên nó làm đó. Cho nên là nó có rất có kinh nghiệm, cho dù báo chí mà có viết nhiều đề tài an ninh tivi có lên về nó thì Google nó không chỉ là bị xử phạt hành chính thôi. Đó, rồi bắt đầu là bây giờ nó đòi nó trả lại dương miệng à, trả lại dương miệng là thêm một cái nó, trời ơi hoa hậu trả lại dương miệng luôn rồi kìa, trời ơi hoa hậu coi như là trả lại dương miệng cho như là không xứng đáng đồ, rồi trời người ta biết lỗi này kia kia nọ, rồi thêm một cái câu chuyện đánh vào lòng thương hại của người khác nữa. Mấy đứa này nó chiêu trò quen rồi, bây giờ nó có trả lại dương miệng hay không trả lại dương miệng nó có quan trọng không cô chú anh chị? Nó có quan trọng không? Cái quan trọng ở đây là mày đã chế lời quốc ca, mày bị xử phạt, nhưng đối với mày xử phạt hành chính, đối với bản thân của tao là người Việt Nam, tao đại diện cho vợ con tao, tao đại diện cho gia đình tao, tao không thể chấp nhận với cái lời xin lỗi bâng quơ và cái kiểu xin lỗi hời hợt như thế, và cái cách xử phạt cũng không hài lòng luôn đó. Nó thẳng là vậy đó, nó là người, nó là hoa hậu phải không, nó có sức ảnh hưởng của cộng đồng, nó chế lời quốc ca, rồi nó ăn phét nói tục trên mạng, rồi bắt đầu là nó tổ quốc ghi công là chỉ có coi như là làm đẹp con chim tổ quốc ghi công, những cái điều thiêng liêng như thế, những các anh hùng cha ông nằm xuống như thế mà anh đem ra nó nói theo cái hướng của mà cái xạo sự cái lẻo lự của nó, ai chấp nhận được của chú gì? Tôi thôi, tôi không chấp nhận được, tôi nói thẳng là vậy, tôi không thể nào chấp nhận được cái loại người như vậy, là tôi không chấp nhận. Tôi không thể nào tôi chấp nhận được cái loại mà ăn tục nói phét như thế. Vậy cho nên đừng có bao giờ ha, đừng có bao giờ nói với tôi á là nó đã biết lỗi rồi. Đối với con này sao biết lỗi được, cái mỏ nó hổn quá trời mà,
Hoa hậu, người ta kêu hoa hậu mỏ hổn là biết rồi. Nó với cái con mà Trang Mắm Tôm là con Trang Trần chung có một hệ một, thấy không, con nào cũng mỏ hổn mà con nào cũng bu bám drama để coi như bán hàng. Tức là tụi này nó bị chìm nghiễm, nó không có ai mà coi như là hả, nhớ tới tụi nó. Tụi nó phải dùng những cái chiêu mà cuối cùng, hạ sách cuối cùng của tụi nó là bằng cách là bước vào những các drama để coi như là cãi nhau, chửi nhau trên đó, rồi để cho Google nó bán hàng bla bla các kiểu. Tức là nó bước vào cái con đường hoa hậu, hoa hè, người mẫu rồi đó. Bởi vì trong cái giới nghệ sĩ đó, người ta không ai chơi chung tụi nó được hết. Nó có thấy nó có một người bạn nào không? Thấy nó có một người bạn nào ra hồn ra vía không? Quý vị chỉ xem. Đó bởi sao? Bởi vì cái bản tính của nó, bản chất của tụi nó là dơ, chơi không có được. Thấy không? Mà tôi nói nè, cần gì nhìn vô đó. Cái đầu tiên mình đánh giá con người là qua cái gì? Qua cái đạo đức, qua cái có hiếu với cha mẹ. Cô chú anh chị thấy nó có hiếu với cha mẹ không? Không. Cô chú anh chị thấy nó là có hiếu với gia đình nó không? Không. Không hề. Không hề có hiếu nha, hả? Không hề có hiếu nha. Đó. Không hề luôn. Không hề có hiếu luôn. Rồi cô chú anh chị nghĩ đi. Nếu mà nó đã cha mẹ sinh nó ra mà nó còn không có hiếu nữa thì cô chú anh chị nghĩ xã hội này á, nó có hiếu hay hoặc nó đàng hoàng hay sao? Không hề. Nó chỉ là làm cái này làm cái kia để mục đích cuối cùng của nó rằng là để mà coi như là lấy hình ảnh buôn bán kiếm sống thế thôi, hết. Tức là làm những điều có lợi cho người ta và có lợi cho nó, mà lợi cho nó nhiều hơn lợi cho người ta, cô chú anh chị. Chứ bản thân người ta là coi như là lợi thì không có bao nhiêu á, nhưng mà nhận cái lộc lợi lộc của nó thì chắc chắn trước cái sao số một cũng bị nó chửi. Đó, con nhỏ này là nó có cái bệnh là như vậy. Thì cho nên á, là khi mà tôi thấy á, một cái việc mà nó trả lại ha, nó trả lại ha. Đây nè, tôi đọc nó tôi mắc cười. Kính thưa quý cộng đồng và truyền thông, kể từ ngày hôm nay con Le Le nhận thấy mình không phù hợp với danh hiệu hoa hậu, cho nên cho phép con Le Le là một phụ nữ bình thường không danh hiệu. Con Le Le sẽ liên lạc với ban tổ chức cuộc thi gửi trả lại vương miện danh hiệu hoa hậu đã giúp Le Le đến gần một người mọi người hơn và cảm thấy trân quý, ghê gớm chưa. Nhưng từ ngày hôm nay con Le Le không còn là hoa hậu nữa. Le Le chỉ là một người mẹ, một người vợ bình thường như bao người phụ nữ khác. Mong muốn được mọi người vẫn còn yêu thương và được mọi người vẫn còn gọi là Le Le. Cảm ơn truyền thông đã quan tâm đưa thông tin những năm qua. Le Le biết ơn, xin lỗi mọi người nếu quá khứ Le Le có vô tình để mọi người không vui. Và mọi người hãy đón Le Le trong tương lai. Le Le sẽ làm việc chăm chỉ hướng đến cộng đồng, chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh thiết thực nhất. Thành thật xin lỗi, cảm ơn rất nhiều. Le Le. Thôi đi má ơi, má bớt mẹ, mẹ bà má bớt xàm, má bớt coi như là nó dốc nó láo lại đi má ơi. Bây giờ á, mày có hoa hậu thì mày cũng phải là ăn, mày cũng phải đói, mày cũng phải ấy rồi bình thường thôi, đúng không? Mày cũng phải ăn, mày cũng phải uống, mày cũng phải làm mọi thứ bình thường à. Chứ mày không thể làm như bà cố nội, bà cố ngoại người ta được, hiểu chưa? Bắt buộc mày phải như vậy đó. Đó, không thể nào thay đổi khác được. Đúng không? Vậy thì bây giờ mình hỏi nhau một điều như nè. Mày nói là những người trong quá khứ bị mày xúc phạm bla bla các kiểu, mày sẽ mốt mày làm mày cứ tối ngày mày có đem cái người nghèo ra thì hả, coi như là để người ta một cái giống như cái bột cái bàn đạp để mày đi lên, mày tẩy trắng cho bản thân. Về nhà mày à, về nhà mà làm cho cha mẹ mày kìa nha, về nhà làm cho cha mẹ kìa đó, về nhà làm cho cha mẹ đi đó, đừng có mà ngồi đó ăn tục nó phét hoài, hiểu chưa, hiểu chưa. Ở đó mà coi như là dốc láo xạo láo biết quen hết trơn à, tẩy trắng hướng tới cộng đồng giúp những hoàn cảnh thiết thực hơn thôi. Mày cũng bi a tên tuổi, mày cũng kiếm cơm trong đó thôi chứ mày cũng có tốt lành gì đâu. Le Le ơi, thôi bỏ đi,
đừng có lấy cái hoàn cảnh người ta ra nữa ha, đừng lấy hoàn cảnh người ta ra nữa để mà coi như là mà để coi như là nói A nói B nói hu nói vượng thấy không, rồi bắt đầu là đưa mình lên bắt đầu dài bữa cái giúp người này giúp người kia đi chồng răng xong đi đòi răng người ta lại, giống cái vụ như con dao ở Kiên Giang nữa thấy không, em con dao đó là người được nó chồng răng miễn phí rồi làm găng rồi cho, nhưng mà cuối cùng em dao không có nói bất kỳ điều gì á, nó vẫn leo lên đó nó chửi với con dao rồi xong á hả là nó đòi găng của em dao lại, ở nhà có thấy nó vô vô lý vô duyên không, đừng có nhận gì của con này nha, mấy người nghèo đừng có nhận nha, nhận mai mốt nó buồn là nó đòi lại rồi không có cái trả nó lên chửi gắn chịu á, con này á nó có lịch sử của nó là dòng họ nhà nó đó bên hai bên nội ngoại luôn là không ai ưa nó chứ không một ai ưa nó luôn, không một ai ưa luôn ha, không một ai ưa luôn, vậy cho nên á quý anh chị đừng có nghĩ rằng là là con này là hả nó có hiếu nó đàng hoàng này kia bla bla các kiểu thấy không, thấy không, cho nên là đừng có nghĩ rằng là con này là nó đàng hoàng hay như thế nào, thôi bỏ đi nha, nó chẳng qua nó tẩy trắng nó bia nó đang làm sạch cho bản thân nó thôi, nhưng mà bản thân nó không nào sạch sạch được đâu cô chú anh chị, tin tôi thì không bao giờ sạch được, vì sao, vì bản thân chúng nó là những kẻ rách tâm đem những người khác là coi như dướng vào drama rồi xong sau đó nhiều cộng đồng chú ý tới rồi xong sau đó là gì, xong sau đó là đẩy đại tẩy trắng là đẩy tên tuổi mình lên, chiêu trò hết mọi thứ chiêu trò hết hai cô chú anh chị. Rồi một lần nữa thì em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem kênh, ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh chia sẻ giúp em nha đó, em thấy con hoàng hậu nó trả lời cái dương miệng cái mắc cười quá, trời ơi làm như cái gì nó ghê gớm mày trả lời, trời ơi để cái gì danh hiệu hoa hậu hòa bình nó mới thấy ghê, trời ơi tối ngày lên chửi người ta mình lấy cái danh xưng danh hiệu hoa hậu hòa bình, ôi trời có ai chịu nổi nó không, danh hiệu danh xưng hoa hậu hòa bình mới ghê chứ, hòa bình gì, hòa bình gì cái thể loại này của chú anh chị, tối ngày chửi người ta không còn cái gì hết, nói người ta như một cái nồi dĩa rách vậy đó mà mang danh hiệu hòa bình, ôi giời ôi giời ôi giời đất ơi ôi là trời, thấy không, thôi một lần nữa em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị ha, hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những video tiếp theo nha, máy bay cả nhà mình, trời ơi hoa hậu hòa bình thấy ghê, mày hoa hậu dũng sình nữa chứ hoa hậu hòa bình gì, nước cốt nhỏ đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay đau thần kinh tọa cô chú anh chị ha, ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha, cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha, đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhàu, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt rất là dễ uống, còn đây đây là cao so bóp sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha, này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè rồi bong gân nè đó, những người mà bị có như là thể thao chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ hay qua là phù nề sưng rồi đó thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha, ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha, một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị đó, sản phẩm nhà 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 em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền nha, rượu sô bóp ha, còn nước cốt nhàu là 300.000 à, cũng bao ship toàn quốc luôn đó, cũng bao ship toàn quốc luôn, coi như là chị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tới bị chân tay đau thần kinh tọa, một chai này một chai nhàu là 300.000, còn chai rượu sô bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha, rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.